Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên review các cái sản phẩm để làm xe điện, xe 4 bánh, 3 bánh. Bên mình thì thường là làm review về các cái thiết bị và chức năng của nó, còn sử dụng vào mục đích gì hay là có ý tưởng như thế nào thì do khách hàng. Mình chỉ nêu công dụng và ứng dụng thôi. Khách hàng có thể tự xem xét và sử dụng nó vào mục đích gì. Video hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ vi sai loại nhỏ. Loại rất nhỏ nhưng sức tải thì có thể chịu được từ 500kg trở xuống. Và nó rất là bé, nhìn rất là xinh. Trong một cái video cách đây cũng tương đối lâu rồi thì mình có giới thiệu về một cái bộ vi sai xích. Nhưng nó là loại cỡ lớn, còn bộ này thì rất là bé. Nó có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau và rất là phù hợp với những cái dòng xe cỡ nhỏ, xe chơi. Nếu như các bạn muốn độ cho nó đẹp thì nên sử dụng những cái loại như thế này. Trong này nó có cả bộ trục. Và như các bạn nhìn đấy thì mình cần để sử dụng một cái bộ vi sai như thế này thì mình phải có tối thiểu là hai bộ gối đỡ này và hai bộ gối đỡ hai đầu cái vi sai này. Đây chính là hai bộ gối đỡ này, hai đầu vi sai. Cái vi sai này thì thực tế ra nó nằm trong cái bộ hộp số của cầu, nhưng mà bởi vì là nó nhỏ cho nên là mình có bỏ rời ra ngoài và nó rất là rẻ, có 250 một cái bộ vi sai này thôi. Các bạn về thì có thể gắn một bên gắn cái nhông xe máy này và một bên gắn cái đĩa này vào. Gắn thì tất nhiên là có hai cách, một là bắt ốc, hai là hàn. Thì theo mình nên nghĩ là nên hàn cho nó nhanh, chứ thực tế là để gia công mà bắt ốc vào đây thì nó đòi hỏi phải có thiết bị. Còn để hàn vào thẳng vào đây luôn thì ta hàn thẳng vào đây, rất ít khi nó hỏng, cho nên là cũng không cần phải nghĩ đến chuyện thay thế. Còn nếu các bạn đã làm nhiều thì các bạn gia công để tháo dỡ thôi cho nó đơn giản thì lúc đấy lại là chuyện khác. Còn đối với anh em chế xe thì chuyện hàn vào là nhanh nhất và rẻ nhất, nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Một cái bộ vi sai này thì chỉ có 250 thôi, nhưng quan trọng là những cái thiết bị đi kèm của nó sẽ là rất khá là cao hơn. Những cái gối đỡ này, gối đỡ bi này thì các bạn có thể mua, bên mình cũng cung cấp luôn. Cái lỗ vai để đỡ bi này là vai 30, các bạn có thể tiện nhỏ xuống vai 25 để sử dụng cái gối đỡ bi 205 cho nó rẻ mà nó vẫn đảm bảo, vì cái thành vi sai này nó rất là dày. Còn đối với các bạn nào mà chưa biết cái hoạt động của vi sai nó như thế nào ấy, thì vi sai ứng dụng của nó là để truyền chuyển động từ một cái thiết bị khác như xe máy hay là động cơ điện, sau đó là truyền tải ra hai bánh và truyền tải ra với tốc độ là khác nhau. Đấy, như trong cái bộ vi sai này thì các bạn có thể thấy là nó có thể quay hai chiều khác nhau được. Đây, chuyển động của nó là hai chiều khác nhau. Đấy, có thể tháo rời ra. Nó lại hai chiều quay. Và khi nó quay cùng một chiều thì nó sẽ dẫn động. Và nếu như vào cua thì nó có thể một cái quay một cái dừng. Đấy là nguyên lý hoạt động của vi sai. Một bên quay, một bên dừng. Đây, có thể quay ngược chiều và có thể tiến lùi một bên ngược bên xuôi. Các bạn nào chưa biết nguyên lý của cái hộp vi sai này thì có thể một ngày nào đó mình sẽ tháo ra các bạn cùng nghiên cứu để các bạn xem qua. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, cái trục này thì nó có nhiều kích thước khác nhau, các bạn có thể về gia công lại cho nó phù hợp. Cái trục này
Đây là đầu gắn vào trong nhông này. Cái trục này các bạn có thể gia công nhỏ lại để đóng vào bánh xe hay là cái gì đó thì tùy. Còn đây là bộ vi sai của nó rất là bé. Đây. Kích thước bộ vi sai này chỉ bằng cái bàn tay thôi. Đường kính của nó là 110. Đấy. Chiều dày của nó là 71. Chiều dày của nó là 75. Đây là cái vai này, đỡ để hai đỡ vòng bi. Và đây là một cái bộ vi sai. Đã có gối đỡ hai bên này. Thì các bạn có thể dùng máy tiện hoặc là các bạn yêu cầu là bên mình sẽ tiện cho. Đây cái này nó rất là dày. Có thể tiện xuống thành bi 205 cho nó gọn nhẹ, cho nó giống với cái bi ngoài này. Đấy. Nó rất là dày, cái này là 30. Thì tiện xuống 25 thì cũng không thành vấn đề gì cả. Đây là 30. Mình có thể tiện xuống 25 được. Tiện đi khoảng 1-2 ly thì để đưa xuống cái gối 25 này nó cho nó gọn nhẹ. Đây là cái bánh răng của nó thì mình không dùng đến. Thì ta có thể lắp những cái nhông này vào đây cũng được. Đây. Và hàn chết chúng nó lại. Đấy. Đây. Hoặc là một bên kia thì dùng đĩa. Đối với những cái xe thì có vi sai thì chạy nó vẫn ok hơn. Đấy, một bên bắt phanh và một bên bắt đĩa. Phanh đĩa. Các bạn cũng có thể bắt đĩa vào hai cái trục này. Về cơ bản ấy thì để nó bền thì nên lắp phanh vào hai cái bên dẫn động này. Thì cái bộ vi sai ở trong nó sẽ bền hơn. Còn đối với những cái xe mình làm chơi nhỏ thì bắt đĩa thẳng lên cái vi sai cũng được. Có một số các bạn chưa hiểu được tại sao này khi ta bắt đĩa lên cái bộ vi sai này thì bộ răng này sẽ nhanh hỏng, kém bền. Là bởi vì là khi ta phanh thì cái cục vi sai này nó sẽ dừng lại. Nhưng hai cái bánh nó sẽ vẫn chuyển động. Nó sẽ chuyển động và nó tạo ra một cái lực ép từ cái trục này lên cái bộ vi sai này. Đấy. Và cái bộ lực ép này thì nó sẽ dồn lên cái bánh răng vi sai. Cho nên là nếu mà nối xe nhỏ, xe chơi thì mình làm cái phanh đĩa lên trên cái bộ vi sai này là bình thường, nhưng không phải là tốt nhất. Còn nếu ta làm cái phanh đĩa lên trên cái trục này thì hai bên bánh mỗi bên một bộ phanh đĩa như thế này thì khi ta bóp phanh là bánh nó sẽ dừng lại, còn bộ vi sai nó chỉ quay theo máy thôi. Đấy, nó quay theo máy thì cái lực nó sẽ ít hơn, lực để cuồng theo máy là ít hơn. Còn nếu cái phanh mà lắp trên bộ vi sai này thì là khi ta phanh lại thì là toàn bộ cái lực của cái xe nó dồn lên cái bánh xe và nó sẽ dồn vào bộ vi sai này, ép vào bộ răng vi sai thì lực rất là lớn và độ bền này nó sẽ không được bằng cái nắp phanh ở trên này. Thì đối với những cái xe ba bánh của người khuyết tật thì thường thường là người ta lắp phanh luôn trên cái bộ vi sai. Đấy, lắp phanh luôn trên cái bộ vi sai thì nó sẽ cái bánh răng vi sai thì nó không được bền lắm. Nhưng mà nói là không được bền thôi chứ mình thấy họ sử dụng rất là lâu, ít khi hỏng. Nguyên lý là như vậy thôi chứ còn để hỏng được nó thì rất là lâu. Đấy. Ở cái kênh video của mình thì mình chuyên làm về những cái dòng sản phẩm lêu những cái tính năng của chi tiết. Và các bạn cảm thấy ứng dụng được đối với lại việc gì thì các bạn từ đó các bạn có thể triển khai ra. Và thiết bị thì mình sẽ cung cấp cho các bạn là chỉ cần theo yêu cầu thôi. Các cái gối đỡ bi này mình có rất là nhiều cỡ khác nhau. Các bạn đã xem video trước ở đây từ trục 12, 15, 17 cho đến trục 40, 45 đều có. Một vi sai thì rất là nhỏ gọn. Đấy.
Đấy thì các bạn cần gì thì liên hệ. Mọi chi tiết thì liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn thấy video của mình hay thì nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo, thì mỗi khi có video ra là các bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video của mình. Đây. Nguyên lý của nó thì rất là đơn giản thôi. Đây chính là bộ vi sai này. Đấy. Tối thiểu thì các bạn cũng phải mua hai cái trục này và cái bộ vi sai này. Còn bánh răng thì các bạn có thể tự làm lấy vai ổ đỡ cũng được. Đấy, nhưng mà đối với cái vi sai này thì phải mua hai cái trục thì các bạn mới lắp ráp được với cái bộ vi sai. Bởi vì trục của nó là trục 16 răng. Việc gia công cái trục 16 răng này là rất khó. Cho nên là khi mua vi sai thì nên mua kèm theo hai cái trục. Giá của bộ vi sai này thì rất là rẻ thôi, chỉ có 250.000 đồng. Và cái trục này thì tùy theo dài ngắn khác nhau, nó dao động từ 160.000 đồng một cái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình xin kết thúc tại đây. Các bạn đón xem cái video sau về các cái thiết bị để làm hệ thống lái đằng trước của những cái dòng xe nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.